Xin chào quý vị và các bạn. Hiện giờ thì mình đang có mặt tại quảng trường thành phố Quảng Ngãi. Hôm nay thì tập đầu tiên thì mình mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng để chứng kiến cái không khí nhộn nhịp trước ngà diễn ra khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Hiện giờ thì rất nhiều những dân hòn thương mại đã đem những tác phẩm về trưng bày. Chào chú. Hi. Dạ. Đây là dân hòn của nhà vườn mình hay không? À. Dạ. Chú mình ở huyện nào chú hề? À chú ở ngoài Bắc vô hả? Dạ. Long Xuyên An Giang. Mình ở xa nên nè phải đi sớm. Chú dùng cơm nè cháu. Cháu quay phim chia sẻ. Đây là một nhà vườn đến từ Long Xuyên, An Giang. Thì mình mời các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng để xem cái không khí nhộn nhịp. Này có một cây hoa ngạo. Tập tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số nhà vườn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Chắc cũng là một nhà vườn ở các tỉnh ở trong miền Tây rồi. Chào anh. Dạ. Anh mình ở tỉnh nào ra hả anh? Dạ Bến Tre. Từ trong Bến Tre ra. Dạ. Và những dòng bonsai chủ lực của các tỉnh phía Nam ra là hầu như là mai chiếu thủy và khế. Đẹp quá, nhiều cây đẹp quá. Hiện giờ thì các nhà vườn bố trí cũng chưa được chỉnh chu lắm nên mình chỉ truyền tải đến các bạn cái hình ảnh tổng quan để anh em yêu cái môn nghệ thuật cây cảnh này chúng ta biết diễn biến tại quảng trường thành phố Quảng Ngãi vào lúc chiều ngày 15 tháng 4 năm 2023. Còn những phô đẹp không? Chào anh.
Mình nãy tỉnh nào rồi anh? Anh chào anh. Bây giờ thì các gian hàng thương mại này thì cũng chưa để biển. À đúng rồi, nhà vườn bonsai 10 Thảo Lê đến từ Bến Tre. Hôm nay cây tùng đẹp quá. Dạ, anh em các nhà vườn đang nghỉ trưa nên là mình chỉ ghi hình chia sẻ đến các bạn một mình. Nhà vườn này thì nhiều tác phẩm, những cái tùng đẹp quá. Đúng là mỗi lần triển lãm em thấy được cái sức yêu cây cảnh như thế nào. Toàn những cây đẹp. Đẹp quá. Đây có một cây sư bất đỏ. Như là những cây tùng là nhiều. Hải Châu. Đây có một cái cốc này. Mà chiêu thủy đẹp quá.
Chào anh. Mình ở trong miền Nam rồi anh. Hôm nay này bên dạ có một cái ấu tàu miền Nam thì mai chú thấy cục đẹp không. Mấy cây này chắc nuôi lâu lắm hề. Như cây này thì nếu mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh? 45 triệu. Đẹp quá. Nhà vườn mình tên gì anh? Các bạn yêu thích dòng mai chiếu thủy, hiện giờ thì nhà vườn đang trưng bày tại khu dân hòn thương mại triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất. Lùng lắm. Đây là chiều cao từ mặt chậu lên ra 50. Đây là mịn hết. Đây có một cây tùng. Cây này lớn. Cây này chiều cao từ mặt chậu lên ra khoảng 2,5 m. Bán rộng 3,5 m. Ui, tổng đẹp quá. Các anh em trong miền Nam ra là hầu như là tùng và mai chiếu thủy, đó là những dòng cây chủ lực. Chào anh. Đây nhà vườn mình anh. Có một cái khế đẹp quá. Chào chị. Đẹp quá. Dãy bên này là hầu như những các nhà vườn đến từ các tỉnh. Dạ. Dạ. Đến từ các tỉnh ở khu vực phía Nam. Hầu như những dòng bonsai của các nhà vườn bọn là những dòng cây chủ lực, còn có khế găng và lại có mấy cây hồng ngọc mai, mai chiếu thủy, nguyệt quế là chủ động. Linh sọc
cũng xin tạm dừng cái video đầu tiên tham quan tại trước thềm triển lãm cây cảnh nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.